Xin thân ái kính chào quý ân nhân, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn xa gần. Bình, người thực hiện kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay, nay đổi thành Bình Hạc VN, viết tắt của Bình Huế Việt Nam. Nội dung kênh YouTube Bình Hạc VN chia sẻ về cuộc sống Huế, xoay quanh các chủ đề như 1. Lễ hội văn hóa Huế, 2. Ẩm thực ăn uống, 3. Du lịch đây đó, 4. Chợ các nơi, 5. Kết nối với quỹ nhà hảo tâm làm từ thiện giúp đỡ người nghèo. Kênh sẽ luôn nỗ lực để kính gửi đến quý vị và các bạn các video vui tươi, ý nghĩa, ngày càng cải thiện chất lượng. Rất mong sự tương tác, góp ý của quý vị khán giả mỗi khi xem video. Like, share, chia sẻ đến cộng đồng, giúp kênh tồn tại và phát triển. Kính chúc quý vị và các bạn mọi sự tốt đẹp, vui, khỏe, hạnh phúc, an lạc cát tường. Thân ái hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tải lên. Trân trọng cảm ơn.